chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Thì hôm nay chị Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một mẫu nhà được thiết kế theo cái kiểu như là kiểu mái Thái mà kiểu mới nhất của châu Âu ở quý anh chị, vô căn nhà giống như là ở trong một cái tòa lâu đài thật là sang trọng luôn nha quý anh chị. Thì từ cái đường vào nhà của mình là cái đường bê tông rộng khoảng là 4 đến 5 mét, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe tải mình có thể chạy tới ngôi nhà mình luôn và có thể đậu trong sân ngôi nhà mình luôn nha quý anh chị, quá là tuyệt vời. Thì cái căn nhà này là bên đơn vị chị Nguyễn vừa mới hoàn thiện xong luôn đó, với diện tích là ngang 4,5 mét, chạy dài vô là 22 mét luôn nha quý anh chị, được thiết kế theo cái kiểu mới nhất năm 2022 luôn đó, kiểu mái Thái này quý anh chị, nhìn vào ngôi nhà rất là sang đó, rất là đẹp luôn. Thì con ngôi nhà của mình là được đúc thật 100%, cũng đã hoàn công rồi luôn nha quý anh chị đó. Thì từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, thì mình di chuyển tầm khoảng 30 đến 35 phút đó, từ vị trí ngôi nhà mình ra trục đường 835 thì mình đi đâu đó ra đó là tầm khoảng là một cây số đó lại nha quý anh chị. Thì đi ra ngoài đó thì có trường học nè, trường học có một cái trường học đường Nguyễn Đình Chiểu đó, rất là lớn nha, cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn, đầy đủ cô chú anh chị mình luôn, nhờ là thế giới di động, điện máy xanh, bách hóa xanh, con cưng Sơn Hà là đầy đủ luôn, mình đi trong vòng bán kính thì chỉ có khoảng một cây số đổ lại thôi, quá là tuyệt vời. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi, nó dân cư ở đây thì cũng khá là đông. Thì ngôi nhà của mình là thuộc về xã Lập Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đó, một cái tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mình đi về quận huyện lân cận thì mình đi tầm khoảng rất là gần đó, đi tầm khoảng 30 đến 35 phút thôi, đường xá thì rộng rãi thông thoáng. Và ngôi nhà của mình là đặc biệt là nhà đã hoàn công đúc thật 100%, nhà riêng lẻ luôn nha quý anh chị, có sân đậu ô tô, nhà vừa mới hoàn thiện xong luôn, nhà mới 100% luôn nha quý anh chị đó. Thì được thiết kế là một trệt một lầu, nó có 4 phòng ngủ và một cái không gian phòng khách khá là rộng rãi, có sân trước để mình đậu ô tô và sân sau để mình lấy gió trời luôn nha quý anh chị. Thì đây là cái mặt diện nhà mình đó, khá là sang nha, toàn bộ ngôi nhà của mình có mang chủ đạo là mang màu trắng nha quý anh chị, nên ngôi nhà mình bước vào rất là sang luôn. Ở phía ngoài thì bên đơn vị em làm cho mình hai cái trụ cột khá là to luôn đó, có gắn hai bóng đèn hai bên khá là sáng luôn ban đêm. Thì đây là một cái lớp cửa sắt sơn chỉnh điện nha quý anh chị đó, có mạ vàng cho quý anh chị mình luôn, rất là dày dặn và chắc trắng nha đó. Bước vào trong sân khá là rộng, cái sân này mình có thể đậu được chiếc ô tô 4 chỗ tới 7 chỗ luôn nha quý anh chị đó. Ngoài sân này thì bên đơn vị em lót gạch là trống trơn trượt nha đó, về ở cũng an tâm. Thì về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái tre bê sắt hàng rào xung quanh, làm thêm một cái mái tre nữa che nắng che mưa cho ngôi nhà mình nó sẽ mát mẻ hơn. Và ngôi nhà của mình thì có một cái hướng là đông nam nên nắng chắc sáng thì nắng nhẹ tí thôi, chắc trưa và chắc chiều thì rất là mát nha quý anh chị đó. Thì ngôi nhà này được bán với mức giá đúng 2 tỷ nha quý anh chị, đúng 2 tỷ nha, vẫn còn bớt chút xíu lộc để cô chú chị mình lấy lộc may mắn khi dọn vào nhà mới ở luôn đó. Thì ở phía ngoài này thì bên đơn vị em á thì không có lót gạch nha quý anh chị, không có lót gạch lên, nhưng mà sơn cho mình một cái tông màu khá là sạch sẽ luôn, màu trắng và nhìn vào rất là thoải mái nha quý anh chị đó. Và mái Thái mà như quý anh chị cũng biết rồi, mái Thái lúc nào thì bước vào nhà thì cũng phải có hai trụ cột hai bên nè, giống như là một cái tòa lâu đài gì đó nha quý anh chị, khá là sang đó. Thì bước vào trong nữa là một cái nền thì khá là cao, cao láo với so với mặt đường luôn, về đây ở thì bao ngập luôn nha quý anh chị. Đây thì có mặt diện ngoài được lót gạch đá bóng kính càng lau càng bóng đó, với lớp cửa hai cánh là cửa nhôm xung pha với kính là kính cường lực nha quý anh chị. Thì cũng có đơn vị em cũng đã làm màn rồi nha quý anh chị, nè làm màn cho gia đình mình rồi, màn từ ở dưới và lên trên cửa sổ đầu bên đơn vị em lắp đặt màn cho gia đình mình hết rồi đó, về ở cũng thoải mái luôn. Wow, bước vào cái không gian phòng khách này khá là sang luôn nha quý anh chị, khá là rộng rãi luôn, quá là tuyệt vời đối với căn phòng này luôn nha. Thì ở phía tường thì bên đơn vị em khu này thì bên em có làm cho mình những cái khung về quý anh chị mình có thể trang trí thêm nha đó. Thì ở trong đây thì bên đây thì em cũng sơn cho mình là một màu trắng khá là nhẹ nhàng. Ở trên thì trần thạch cao nguyên khối có gắn cho một cái quạt chanh và một cái đèn chùm khá là sang, có đèn dây, đèn led đầy đủ thắp sáng từ cái không gian phòng khách chạy dài xuống ra sân sau luôn nha quý anh chị. Thì cái phía này á thì bên đơn vị em đã thiết kế cho mình một cái kệ để mình có thể lắp đặt tivi ở khu vực này đó. Cái kệ này khá là sang, và ở khu vực này thì em đã ốp BNC rồi,
nên bước vào nhà rất là mát nha quý anh chị. Thì tiến xuống nữa là đây là một cái không gian, không gian bếp. Không gian bếp này cũng khá là rộng nha quý anh chị, khá là sạch sẽ luôn. Ở trên trần là trần thạch cao nguyên khối luôn nha. Đó. Thì cũng được lắp đặt là tủ bếp trên, tủ bếp trên bằng gỗ nè, và tủ bếp dưới cho gia đình mình. Đó, mặt đá thì đá ba cương. Đó, có bồn ngoài nóc 304. Đây thì có cái cửa tủ bằng pen á quý anh chị, nó mở ra mở vô. Cửa gào cửa tráng hoặc là gì đó mình ốp lên đây, đó, nó nhìn xuống đây khá là tiện lợi luôn. Ở đây thì có bồn nắp 304 rồi đó. Thì từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận á quý anh chị, mình đi tầm khoảng 30 đến 35 phút thôi, đường ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe tải mình chạy tới trước cửa nhà mình luôn nha. Và đây là một cái khoảnh sân sau nè quý anh chị Nguyễn thích nhất về cái căn này, có cái khoảnh sân trước và sân sau, sân trước để mình ô tô và một cái sân sau để mình lấy gió trời đó, mình có thể làm tùy theo gia đình mình thiết kế, một là mình có thể để phơi đồ hoặc là mình có thể che tôn ra thêm đó, cứ tùy theo mỗi gia đình. Ngoài này thì bên em có đã chừa cho mình một cái vòi nước nè, nó khá là tiện lợi nha. Đó, ở đây thì có cửa, cửa thì bằng nhôm nha quý anh chị, nhôm sâm pha với kính là kính cường lực. Và đây là một cái không gian phòng ở phía bên dưới, nó rất thích hợp cho gia đình nào có cha mẹ lớn tuổi với con em lên xuống cầu thang bất tiện thì căn nhà này rất là thích hợp luôn đó. Có cái một phòng bình tờ ở phía dưới này để cho cha mẹ mình và con em mình nghỉ ngủ ở khu vực như này. Ở trong đây thì bên em cũng đã ốp BNC rồi đó, ốp BNC khá là sang luôn. Trên trần là trần thạch cao nguyên khối, có không gian cửa sổ cũng đã lắp đặt màn lấy gió mở đó, lấy gió từ ngoài vô rất là mát luôn nha quý anh chị. Nhà của mình là với diện tích là ngang 4m5, dài tặng 22m, có sân trước sân sau, nhà đúc thạch 100%, sổ đấu bằng công rồi đó, quá là tuyệt vời. Được bán với mức giá chỉ có 2 tỷ thôi. Đây là không gian nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh thì cũng đã lắp đặt trang bị thiết bị cơ bản hết rồi nha quý anh chị, được ốp đặt từ dưới lên trên cao, khá là sạch sẽ luôn. Thì nếu quý anh chị mình đã xem đến đây rồi, thấy căn nhà này thấy hợp với mình, vừa túi tiền với mình, thì quý anh chị mình có thể gọi qua cho Trường Nguyễn qua số điện thoại Trường Nguyễn có để trên góc màn hình đó. Đó, gọi cho Trường Nguyễn sẽ gửi thông tin chính xác và vị trí chính xác để cô chú anh chị mình tham khảo trước, cảm thấy thuận tiện đường mình đi về các quận huyện lân cận á, thì gọi mình có thể đi xuống đây mình xem khảo sát thực tế đó. Thì với mẫu nhà này thì bên đơn vị Trường Nguyễn kêu bán với mức giá chỉ có 2 tỷ thôi nha quý anh chị, đúng 2 tỷ thôi, quá là tuyệt vời. Với mẫu nhà đúc thạch hoàng công, được thiết kế mẫu mã rất là sang trọng luôn đó, đẹp nhất khu vực luôn nha quý anh chị. Và đây là đường đi lên trên tầng trên của gia đình mình. Thì thường á, bên đây là cái kiểu thiết kế theo các định hình hành đầu năm 23 tới giờ nha quý anh chị. Chân cầu thang là bên đơn vị của em sẽ thiết kế ốp sát vô tường, tiết kiệm không gian cho ngôi nhà mình rất là nhiều luôn đó. Thì lối đi thì cũng khá là rộng rãi nha, mình di chuyển đồ đạc lên cũng rất là dễ dàng luôn. Đây là tay vịn bằng gỗ và kính là kính cường lực nha. Ở đây có một cái cửa sổ nè, mình có thể mở ra lấy gió từ ngoài vào, rất là tiện luôn. Đó, giờ Trường Nguyễn mời quý anh chị mình cùng Trường Nguyễn lên trên để khám phá không gian tầng trên nha. Với kim châm làm việc của bên Trường Nguyễn là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo để mất thời gian của quý anh chị mình xem nhà và ngồi xem video. Thì bên Trường Nguyễn làm việc là có báo giá tổng trên video đó, báo giá tổng và vị trí chính xác, chia sẻ những thông tin chính xác hết toàn bộ như là giấy tờ và diện tích nè đó, và sổ sách giá cả là chị Nguyễn có báo tổng trên video hết rồi. Nếu quý anh chị mình có thắc mắc gì cứ gọi ngay cho Trường Nguyễn qua số điện thoại Trường Nguyễn có để trên màn hình đó. Thì với cái căn nhà này với mức giá chỉ có 2 tỷ thôi đó, chỉ có 2 tỷ thôi mà quý anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà rất là rộng rãi và sang trọng luôn, tìm đâu ra căn thứ hai quý anh chị đó, rất là tuyệt vời với mẫu nhà này luôn nha. Và đây là tầng trên của gia đình mình, thì trên đây thì được thiết kế là 3 phòng, một phòng thờ riêng biệt và hai phòng ngủ nha quý anh chị. Đây là cái phòng đầu tiên, phòng đầu tiên này cũng khá là rộng luôn, chắc thì bên đơn vị Trường Nguyễn ốp BNC rồi, khá là sang luôn nha. Trên trần thì trần thạch cao nguyên khói, có dây chờ máy lạnh, đèn ngủ đồ đầy đủ luôn. Ở đây thì có không gian cửa sổ nè, mở ra lấy gió ngoài vào rất là thoáng luôn đó, khá là tuyệt vời. Và không gian nhà vệ sinh thì được đặt ở khu vực này, nó cũng đầy đủ tiện nghi nha quý anh chị, rất là sạch sẽ luôn. Cái căn này á, mình di chuyển á, về các quận huyện lân cận rất là gần nha quý anh chị đó. Thì đây là một cái không gian thì được đơn vị Trường Nguyễn để trống,
Về quý anh chị mình có thể là một cái không gian phòng thờ ở khu vực này, hoặc là mình có thể làm phòng sách hay cái phòng làm việc cho con em mình ở khu vực này, rất là tiện luôn nha quý anh chị. Ở phía này thì bên đơn vị chị Nguyễn cũng đã ốp BNC rồi đó, toàn bộ ốp BNC hết đó. Có không gian cửa sổ này khá là thoáng luôn. Nhà của mình là nhà riêng lẻ nha quý anh chị đó, nhà riêng, cọp riêng, đà riêng, móng riêng, cái gì cũng riêng hết, sổ thì cũng đã hoàn công rồi, nhà thì đúc thật 100% đó. Và đây là cái phòng lớn nhất của gia đình mình, thì cái phòng này có một cái ban công ở phía ngoài rất là mát luôn. Phía vách tường bên trong thì bên đơn vị chị Nguyễn cũng ốp BNC khá là sang đó. Trên trần là phong thật cao nguyên khói, có đèn lo, đèn ngủ, dây chờ, máy lạnh rồi đầy đủ nha quý anh chị. Phía này thì bên đơn vị chị Nguyễn cũng có làm màn cho gia đình mình rồi đó, rất là mà thoải mái luôn nha. Ra đây thì mình có thể thấy được một cái lậu nhựa ở khu vực này nha quý anh chị đó. Cái đường lậu nhựa là đường cộng đồng Lộc Hậu nha. Đó, từ cái vị trí ngôi nhà của mình di chuyển ra đường 835 á, thì mình di chuyển đâu đó tầm khoảng một cây số đổ lại thôi đó, rất là gần luôn. Ở đây mình có hai là hướng đi nha, có thể quý anh chị mình cũng có thể đi đường hướng đường Đinh Đức Thiện nói dài tới ngã tư Phước Lý, mình chạy thẳng luôn đó, chạy thẳng vô tới chợ Long Thượng mình chạy qua luôn đó, mình di chuyển đường đó mình đi thẳng ngoài là tới đường 835 đó. Mình có thể gọi chị Nguyễn ra đón quý anh chị mình vô được rồi, hoặc là quý anh chị mình cũng có thể đi đường quốc lộ 50 đi thẳng xuống tới ngã tư Gia Bảo đó. Ngã tư Gia Bảo đó thì gọi là đường 835 nha quý anh chị đó, thì tới khu đó thì quý anh chị mình có thể cũng có thể gọi chị Nguyễn ra đón quý anh chị mình vô xem nhà thực tế nha. Thì chị Nguyễn cũng xin nhắc lại với cái mẫu nhà này, với cái mẫu nhà của mình là ngang 4m dài vô, ngang 4m rưỡi dài vô là 22m, sổ thì đã hoàn công, nhà thì đúc thật 100%, có thiết kế là sân trước để mình đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ, sân sau lấy gió từ ngoài vào rất là mát luôn. Và được thiết kế là 4 phòng ngủ nha quý anh chị, rất là sang trọng luôn. Thì được bán với mức giá đúng 2 tỷ thôi, chỉ có 2 tỷ thôi nha quý anh chị, mà vẫn còn được bớt chút lọc để mình khi mình dọn vào nhà mới á là mình lấy lọc may mắn nha. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất có chị Nguyễn Kim Trâm làm việc là nhà thật giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của quý anh chị mình đi xem nhà và ngồi xem cô video đó. Thì chị Nguyễn có báo giá tổng công khai trên video luôn đó, và nói diện tích kết cấu nhà như thế nào thì chị Nguyễn cũng đã nói trên video hết rồi đó. Còn thắc mắc gì quý anh chị mình cứ gọi ngay cho chị Nguyễn sẽ tư vấn và hỗ trợ quý anh chị mình hết mình luôn nha. Thì xem đến đây, quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực cho những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Và những quý anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì nhớ bấm cho chị Nguyễn một like và một lượt chia sẻ để chị Nguyễn có động lực tìm những mẫu nhà giá rẻ vừa tầm để cho quý anh chị mình tham khảo nha. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.